Quỳnh phải ngồi nha, cho Quỳnh ngồi nhé. Quỳnh phải di chuyển. I love you too. Bây giờ Quỳnh phải để bên nào đây, bên nào cũng bị vướng cả. Thôi bây giờ thì cho như Quỳnh cảm ơn ban nhạc rất nhiều. Cảm ơn âm thanh, cảm ơn cái... cảm ơn em. Và với một sáng tác của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh, hãy cùng với như Quỳnh nghe lại ca khúc 7 ngày đợi mong. Những 7 ngày đợi mong thật đó đúng không em? Chiều thứ bảy mai
trong mắt em.